biết làm gì đâu mà nhiều xe nó mới lỗ lây này, nó vừa mua trong hết ra nó bán lại hết hết lại về không không thôi mà. Chuyên tua km, chuyên điện tử để gọi lại các anh kia đi. Rồi anh em vào nhiều đi, chia sẻ cho anh em cái ban A Black điện tử đúng không ạ, bị hộp ga cái này tương tác kiểm tra xe bị ưng chạy ưng nổ được, ưng thì lại lên ga không được, thì anh em vào nhiều mình chia sẻ anh em một chút xíu thôi ạ. Kiến thức nó là vô bờ bến đúng không ạ, mình không có nhiều có ít chia sẻ anh em. Rồi anh em nào thấy hay đón nhận, rồi vô nhiều đi ạ, vô nhiều đi rồi mình tiếp tục chia sẻ con SH này cho anh em luôn. Con này thì rất mới đấy ạ. Và đặc biệt khách hàng ở thị xã An Nhơn đây, đúng không ạ? Quý khách là mua xe mới thì không cần phải lắp những thiết bị này vào đâu, hết 1 triệu ca chẳng có tác dụng gì luôn nhá. Thì nữa mình sẽ chia sẻ sau. Đặc biệt anh em vô hết không nên lắp đặt những thiết bị này vào. Hay luôn nhá. Đó em lấy em lắp vào, đấy em lấy nguyên bộ đưa ra cho xe đó. Xe ăn đâu cần đâu, xe ăn là xe SH mà đâu cần đâu. Tại ga thì toán. Thì cái món này rất đơn giản thôi, đặc biệt là chia sẻ cho những anh em nào tay nghề đang gặp khó khăn nhá. Và kế tiếp thì thay vì anh em đi nhậu một đêm đúng không ạ, hết 1 đến 200k thì thay vì các bạn ở nhà chịu khó trong vòng khoảng hơn 2 tuần thôi, thì một đêm anh em tương tác bỏ ra tiền học phí khoảng hơn 100k, con xe hướng dẫn và giảng dạy cho anh em nhiệt tình về tất cả những hệ thống xe phun xăng điện tử và đặc biệt những ban bận. Rồi đúng rồi, thì con xe này đầu tiên khách hàng mang vào bị hụt ga nhưng mình lại lấy áp bơm đúng không ạ. Rồi áp bơm mình test thì đương nhiên áp bơm này đang nằm khoảng 2,3 kg là ok ạ. Đấy thì đơn giản thôi, chỉ cần như vậy 2,3 kg và mình vuốt qua một thông số một cái nếu anh em là có máy, còn không có máy mình sẽ hướng dẫn làm luôn. Đầu tiên là áp bơm xe này ưng thì đề nổ, ưng thì chạy, ưng thì đề rất dai nổ nha anh em. Đấy thì vấn đề này rất đơn giản cho những anh em thợ máy, còn cái này nó chẳng có cái gì hết, mình chia sẻ thật lòng luôn. Vào nhiều đấy ạ. Anh em có thể gắn thẻ tương tác mời hết bạn bè vào ạ. Thì 2020 đây mang lại những sự cảm giác mới lạ cho toàn thể anh em. Một đêm chúng ta chỉ cần bỏ hơn 100k, coi như chúng ta thì uống vài lông bia cũng hết đúng không ạ. Thì thay vì chúng ta tham gia khóa học hơn 100k một đêm học thôi, anh em ngồi ở nhà cũng học được. Thì ngày các bạn cứ đi làm với công việc sửa xe bình thường, tối anh em chịu khó đóng cửa nghỉ ngơi sớm, đúng chúng ta 19:30 chúng ta sẽ học tới 22:00 hàng đêm và học liên tục trong vòng 2 tuần, thì anh em sẽ có cảm giác thăng hoa. Thì câu chuyện Tuấn hôm qua đã viết dài thì không thể nào viết hết được, Tuấn chỉ cần tóm tắt câu chuyện đêm hôm qua khoảng 11:00 đêm là 23:00 và đêm hôm qua mình tới gần 3:00 sáng mới ngủ đúng không ạ. Cũng vì những anh em người ta thắc mắc, người ta gọi, những cuộc sống kinh tế khó khăn, những hình ảnh anh em đã gửi cho mình cảm thấy thật sự không giàu có nhưng cuộc sống cũng thấy nó xao xuyến lòng người, nên mình muốn mang lại cho anh em những cảm giác lạ về những dòng xe phun xăng điện tử mà anh em không cần phải đau đầu suy nghĩ làm cái gì nhiều quá trên hệ thống FI. Mình chỉ muốn mong tất cả giúp đỡ được những gì cho toàn thể anh em thợ máy trên toàn quốc, ai ai cũng vượt ra cái khó khăn để sau một tương lai gần đây nhất có khoảng 1 đến 2 năm nữa toàn thể anh em phải hơn thì Tuấn gấp vạn và gấp nhiều lần. Rồi thì vấn đề hôm nay mình chia sẻ con A Black biên bản 23-24 và đồng thời tua lại cái đồng hồ cho anh trai luôn. Thì con xe này bị hụp ga không có gì hết. Thật sự con xe này bị hụp ga thì các bạn phải lưu ý nó sẽ bị mất guarantee và đồng thời Alicitop hoạt động cầm chừng sẽ không bao giờ hoàn hảo đúng không ạ. Rồi
Thì vấn đề ở đây thì upper chúng ta đã đo thành công, thì vấn đề con xe này tuần chốt bài luôn, nó chỉ là một cái cục bơm sườn cao áp nó bỏ lửa đúng không ạ? Ưng là đánh lửa và ưng nó bỏ lửa nên con xe đề rất khó nổ và đôi khi đang nổ và có thể chết máy, thì nguyên nhân do cục bơm sườn cao áp. Và đồng thời cái buri của khách hàng cảm thấy hơi mòn, mình tư vấn thay luôn. Đây khách hàng đang ngồi ở đây và cũng đang xem live đúng không ạ? Đấy, cho nó an toàn. Đấy, công việc chỉ có thế thôi, đang xem live đấy. Chia sẻ luôn hả? Đấy nhá, cái quan trọng là anh em mình vậy. Nên nhiều lúc cái tiếng động cơ nó kêu, nồi kêu, chúng ta phải nghe được vị trí gì. Chứ không phải chiếc xe khách hàng mang vào cứ lặt cặt lại tháo nồi bung lắp của người ta ra, khi mà lắp vào lại không hết bận, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì cục bơm sườn này nó bỏ lửa và đồng thời garanti lúc có lúc không. Và chế độ ở garanti nó nhỏ thì đương nhiên cái xe này có tiếng nổ cứ sạt nhá. Và đặc biệt cái này mình chia sẻ cho toàn thể khách hàng luôn. Nếu gặp vấn đề này thì hãy đi đến nơi người ta chuyên nghiệp, người ta làm. Chứ không phải là tháo ra bị láp, bị máy chặt đúng không ạ? Chúng ta phải kiểm tra hệ thống phun xăng điện tử FI, hệ thống lửa và làm sao để cho cầm chừng garanti, đúng không ạ? Ở dòng tua máy nhất định phải ok. Rồi, và Alicitop đã hoạt động lại trong vòng 3S. Rồi, đồng thời chúng ta, bởi vì cái đồng hồ này Tuấn lấy ra, em đang live stream một chút xíu nha anh Đạt, chút xíu em sẽ gọi lại anh sau. Đây, đúng không ạ? Nổ máy. Rồi, tắt Alicitop, kéo ga. Rồi, đấy, ok. Và chúng ta để nổ chút để cho nó hoàn hảo, đúng không ạ? Rồi, áp bơm 2 khí 2, 2 khí 3. Và Tuấn khuyên cáo tất cả khách hàng ở đây, đúng không ạ? Chúng ta nên lưu ý khi mua con xe mới, chúng ta không cần phải lắp đặt cái bộ này. Cái bộ này tốn tiền cho quý khách nhưng nó không bảo đảm được cái chức năng gì hết, đúng không ạ? Gây ra có thể nguyên nhân hao bình rất lớn này. Cái thứ hai, lâu ngày chậm chẹt, đúng không ạ? Nó cứ kêu cả chít, đúng không ạ? Nó không có ok. Thì cái xe này là một chị khách hàng quen đã mới mua trong hết mà vô tình anh em được tư vấn, đúng không ạ? Lắp đặt cái này không tốt. Thật sự nếu bỏ số tiền ra lắp đặt cái này thì thay vì quý khách hàng lắp đặt một bộ, đúng không ạ, chống cướp. Đặc biệt chống cướp ở đây nó có đặc biệt được 3 yếu tố. Một là khách hàng đi rơi FOB là cái remote này, đang cái remote đâu, đúng không ạ? Bán kính cho vòng 2m, xe tự động sẽ báo hú, còi kêu và đồng thời tắt máy. Đó là chế độ rơi FOB. Rồi, cái vấn đề thứ hai là khi khách hàng đang mở khóa điện ở vị trí on mà đồng thời xe đang nổ máy, khách hàng vội đi về nhà đã chân chống điện xuống thì đương nhiên động cơ sẽ tắt và đồng thời quên xoay cái núm khóa này ở chế độ off thì đương nhiên thiết bị của chúng tôi cũng báo động cho tất cả quý khách hàng nhé. Còn những cái vấn đề này ấy, lắp vào cái này không ăn thua gì hết, nó chẳng có tác dụng gì luôn, bởi vì cửa hàng tôi tháo ra rất nhiều những cái bộ như vậy, đôi khi chập chờn, đúng không ạ? Cái còi này nó cứ báo hú lên và đồng thời xe sẽ không khởi động nổ. Đây, bây giờ tôi sẽ tháo ra và lắp đặt cho khách hàng là một chị khách hàng quen một thiết bị khác. Cắt bỏ. Một chiếc xe này hoàn toàn được mới ạ, mới mua đấy ạ, rất mới. Đây, rất mới đây. Anh em nào thấy ok thì hãy chia sẻ cho Tuấn mỗi người một like. Để bắt bỏ chống cướp ấy. Rồi, đồng thời trả số km lại về nhà cho anh trai luôn. Xe này đang chạy km rất nhiều. Anh xả về bao nhiêu nhỉ?
5 ngàn hả? 5 ngàn. Chạy về xài về bao nhiêu ngàn? Hả? 00 hả? Ok, chọn số nào đẹp cứ alo nhá, chọn số nào đẹp. Đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần như vậy thôi. Thì khách hàng có nhu cầu làm lịch phịch xe lục bộp xong thì khách hàng có nhu cầu tua trả lại số km đồng hồ điện tử Oleo. Thì anh em hãy chia sẻ mặt like cho mình nhé. Mỗi buổi tối chúng ta hãy ít đi chơi và hạn chế nhậu lại. Anh em tham gia khóa học bên thì Tuấn một chuyến đi. Đúng không ạ? Ngày mùng 3 tháng 6 tới đây Tuấn sẽ hướng dẫn và tiếp tục dạy và giảng cho anh em vào ngày mùng 3 tháng 6. Với một đêm anh em chỉ cần bỏ ra hơn 100.000 Việt Nam đồng, anh em được vô vàn kiến thức. Chúng ta hãy cố gắng để, đúng không ạ? Để chịu khó vươn lên, để cho một cuộc sống tươi đẹp hơn. Thì anh em hãy inbox cho Thị Tuấn. Tuấn không dám nói mình giỏi, nhưng đảm bảo mang lại những cái pha xử lý yếu tố, những ban bận về phụ sang điện tử hoặc là những làm những cái gì đấy, thì anh em cứ inbox. Đó, đúng không ạ? Thì thay vì chúng ta đi làm 5 giờ chiều về chúng ta đóng cửa nghỉ cửa hàng, thì chúng ta lại tập trung bạn bè đi ăn nhậu. Chúng ta hãy hoán lại những cuộc chơi thăng hoa để chúng ta luyện vào những cái võ công để cho cửa hàng chúng ta một ngày một ok hơn nhá. Đặc biệt nhiều anh em nào đang khó khăn thay cổ luôn ạ. Quận đấy quận ăn lắp đâu được, anh có quận đây mà. Quận đấy quận FI mà lắp không được nhá. Có thể Tuấn chuẩn bị đổi thành cái Facebook là tay ga Điện Tuấn 2020, mang lại nhiều yếu tố cho toàn thể anh em thợ máy đang gặp khó khăn về tay nghề. Chỉ cần anh em ngồi ở nhà, chúng ta cũng học được FI. Và một buổi tối Tuấn sẽ diễn và trình giảng cho anh em trong vòng khoảng 2 tiếng ạ. Một đêm tương tác hơn 100k thì đương nhiên anh em phải bỏ cái lệ phí cho mình. Bởi vì mình được ngày hôm nay cũng bỏ ra một cái giá hoàn toàn rất đắt, và hầu như mình phải đầu tư rất nhiều xe nha cả nhà, thông cảm. Nhưng một cái phí mà anh em đưa ra thì nó rất ok. Đúng không ạ? Hơn 100k một đêm. Đúng không ạ? Anh em chia sẻ bạn vào thì tương tác. Chúng ta coi như buổi tối đi uống ly sinh tố cà rốt hoặc là ly bia, nhưng chúng ta không có kiến thức. Đặc biệt yếu tố mang lại toàn thể cho anh em thợ máy tay nghề còn yếu nhá. Full tất cả về hệ thống FI, full luôn khóa sờ mất kỳ, đặc biệt full luôn cả nồi côn cho anh em đang bị rung giật và tất cả những gì mình đang có. Thật sự một con xe mang vào bị hụt ga rất đơn giản. Một con xe để dai để khó nổ rất đơn giản. Chỉ có nhiêu đó thôi. Hứa với anh em, Tuấn sẽ làm hết khả năng trong năm nay. Đúng rồi, anh em inbox để chúng ta ngày 3 tháng 6 giảng. Tuấn còn 5 ngày nữa là kết thúc cái khóa ngày tới đây. Bởi vì cái khóa ngày 18 tháng 5 này chỉ còn khoảng 5 đêm nữa là Tuấn xin phép được nghỉ ngơi và chào đón toàn thể anh em trên cộng đồng mạng Facebook thợ máy vào ngày 3 tháng 6. Rồi, Tuấn sẽ tua cái đồng hồ này thì anh em lắng nghe, chút xíu mình sẽ chia sẻ luôn. Thật sự có nhiều anh em bởi vì cuộc sống còn rất khó khăn như mình hôm qua viết thấy câu chuyện. Anh em nào nghe câu chuyện của mình, thật sự anh em vào trang Facebook cá nhân của mình mới đăng lên tối hôm qua khoảng hơn 23 giờ đêm. Đúng không ạ? Mình cũng như toàn thể anh em thợ máy trên toàn quốc vậy thôi. Ngày xưa mới mở cửa hàng ra, thật sự một ngày cái thời đấy bơm một lỗ tương tác chỉ có 1k và hai bán xe tương tác 2.000. Có nhiều một ngày đấy mình không gặp may, mình bơm được có hai lỗ chỉ có 2.000, anh em thấy khổ không? Em đang xin phép live stream tất cả anh em gì tham gia khóa học hãy inbox cho em ạ. À, chỉ có hơn 100k một đêm thôi. Ngày chúng ta vẫn tiếp tục làm công việc. Em đang live stream một chút xíu anh ạ. Rồi anh em vô chờ em một chút xíu, xíu em sẽ gọi lại nhá. Thì cái vấn đề hơn 100k ở đây anh em phải thông cảm, không lớn đâu. Tuấn phải bỏ ra 2 tiếng hồ Tuấn giảng và nói liên tục thì anh em chỉ cần nghĩ trong đầu hơn 100k một đêm
chúng ta đi uống ly bia cũng hết, nhưng chúng ta lại say xỉn, chúng ta lại không có kiến thức. Thì anh em học được một cái gì trong vòng một đêm đấy, trong vòng 2 tiếng. Lỡ mai, đêm nay chúng ta học, ngày mai chúng ta gặp cái ban đấy, chúng ta xử lý, chúng ta có thêm thu nhập, đúng không ạ? Nhưng thay vì chúng ta đi uống một lon bia hoặc là một chầu nhậu hết hơn 100k thì lại không mang về yếu tố, nhưng chúng ta lại có tiền, lại có kiến thức nha anh em. Rồi chọn số nào đẹp đẹp đi chứ, 00 gì 3979 hay gì 99 đấy nhá, cần gì phải 00 người anh em, 993979 đi, ok đi. Ok, số nào đẹp đi, anh em thích số nào đẹp mình chọn cho cái số đẹp luôn, 3979 gì đấy, thần tài thần yết gì đấy nhá, cứ chọn đi. Chưa kể cái món nồi của Đình Tuấn, nếu thật sự anh em học được với giá một đêm hơn 100k, ngày mai bạn xui nhất bạn cũng làm được bộ nồi. Nếu trong đời các bạn xui nhất cũng làm bộ nồi, các bạn lấy lại vốn ngay, nhưng không bao giờ làm được một bộ đâu. Sờ mắt kỳ cũng vậy, một đêm Tuấn giảng 2 tiếng đồng hồ, các bạn bỏ ra hơn 100k, ngày mai gặp con xe mắt kỳ đấy, sờ mắt kỳ đấy bị cái gì, các bạn xử lý theo Đình Tuấn là xong. Đưa cái điện thoại nhỏ trên kia béo. Chia sẻ, mỗi người nhấn một cân chia sẻ giùm em ạ. Alo ạ. Dạ. Nó mình đang lấy bao nhiêu thì anh gửi cho nó bấy nhiêu. Dạ. Em cho em đăng like, cho em đăng like, em không nhớ được. Dạ. Rồi ok, Lê Ngô Đức Nghĩa nhá. Ok em. Nam Nguyễn, cái này ở đây không có bài vở gì hết anh em ơi, chỉ muốn chia sẻ, thật sự không có bài vở gì hết, đúng không ạ? Cái này mình chỉ muốn mang lại yếu tố cho nhiều anh em nào đang gặp khó khăn thôi. Ở đây chia sẻ không có bài vở gì hết. Cảm thấy anh em nào vui vẻ ủng hộ thì anh em ủng hộ nhá. Ok. Anh Nguyễn Nam comment, ông cũng lắm bài vở lắm. Thì anh em nào thợ máy nào tay nghề còn yếu thì các bạn cứ inbox đi ạ. Chúng ta chẳng cần phải đắn đo cái gì đâu. Tuấn đảm bảo mang lại hết những cái gì mình đang có hôm nay, gửi tất cả cho anh em. Phí một đêm hơn 100k. Alo. Một lấy hai trật tú anh ơi. Đấy, chúng ta cứ như vậy thôi. Tuấn chia sẻ thật sự một cái lòng mình, bởi vì dạy anh em thì đương nhiên phải lấy tiền. Anh em biết Đình Tuấn bỏ ra được ngày hôm nay thì rất nhiều, bỏ ra rất nhiều đấy, không phải vì tiền đâu, vì biết bao nhiêu cái đêm khuya và đầu tư rất nhiều xe, một đêm chỉ lấy anh em hơn 100k thôi, đúng không ạ? Dạy thì đương nhiên phải lấy tiền, nhưng anh em cứ thử nghĩ mà coi, một đêm hơn 100k nó rất nhỏ, nhưng hôm sau chúng ta gặp một con xe, chúng ta giải quyết, chúng ta có đồng tiền nó ngay, nhưng chúng ta không bị hành hạ. Đấy, vấn đề như vậy, khách hàng sẽ có một ngày sẽ tin tưởng và gia tăng thêm cho anh em, và anh em sẽ được sở hữu những con xe, những SH rất mới để khách hàng tin tưởng, cứ giao luôn con xe đấy, cứ làm sao ok chạy tới nhà chị, đúng không ạ? Tiền nong bao nhiêu chị đưa đấy, anh em phải cố gắng làm như vậy trong tương lai.
sao xe kia đâu rồi, đi cân niềng rồi chứ, đi mua niềng rồi chứ. Em thì có không? Vàng rồi không? Ờ, vàng rồi. Vàng chia sẻ bạn vào anh em ạ, mình chẳng có gì phải ngại hết, cuộc sống mà, bởi vì đằng sau còn rất nhiều anh em đang gặp khó khăn. Nhiều chọn số nào đẹp chưa? Em có biết chọn nào đẹp. Hồ kia inbox lại chúng em chút để em kiểm tra lại đúng không ạ? Đây thấy không? Em hàn mặt bao đồng hồ mà em dùng cái màu hàn này anh em là biết như thế nào rồi á, đúng không ạ? Chia sẻ là phải thật chứ chúng ta không cần phải chém gió. Nhiều ngàn anh em muốn về bao nhiêu? 00 hay bao nhiêu? Anh coi số nào hồi giờ thấy đẹp đẹp rồi anh tính. Số nào chút xíu chạy nó lăn bắn rồi mà, số nào. Rồi số nào đây? 00 hả? Hả? Rồi 00 trong vòng tích tắc. Và bây giờ mình sẽ giả lập cảm biến VS cho anh em xem luôn đấy ạ. Em nghe anh ơi. Dạ em nghe. Rồi em nhận hết rồi, cảm ơn anh nhá. Rồi rồi ok, chào anh em thôi, không có thầy gì hết nhá, anh em được rồi ạ. Dạ dạ, chút xíu em gọi lại cho. Được rồi. Ok, nó làm đi. Dạ dạ. Hai cái dây kia
Chút xíu em gửi video cho, chút xíu em gửi video, anh cúp máy em gửi video liền nhá. Rồi ok, em gửi video cho anh. Rồi không không, thế là lập cảm biến VS. Không không, sẽ về số 1 đây à. Ok không cả nhà. Trăm sáu rồi. Lên này, đấy, đang phải ca lên 160 rồi nhá. Ok đấy. Đấy, ok. Được không ạ? Đấy, cuộc sống là như vậy. Thì chúng ta hãy gửi cho nhau những gì chúng ta có hôm nay, thì ngày mai chúng ta sẽ cố gắng làm. Gì? Hả? Anh em cùng Thị Tuấn đúng không ạ? Đúng rồi, cùng zoom in, cùng ở bên mình để chúng ta cùng nhau chinh phục những dòng xe vô sang điện tử nhá. Ok, tay ga hoàn tất, inbox anh nhá. Đúng ạ, đấy, ok không nào? Đấy, chơi những cuộc chơi, những thăng hoa thật sự đúng không ạ? Cái này mình làm cho nó vui thôi. Không dám nói giỏi, cũng là người Việt Nam làm đầu tiên quá. Đấy, chúng ta đang tăng tốc ở vận tốc khoảng 150 km/h, 160 đúng không ạ? Đang lên kim đây. Đúng không ạ? Gần đụng đấy. Rồi, nhả ga, lấy chớn. Win. Tiếp tục lên ạ.
Rồi, mát mùm. Rồi, 400 km rồi. 500 m rồi. 500 m rồi, chuẩn bị lên tới một cây đấy ạ. Ở vận tốc 160 này thì chạy rất nhanh. Hả? Nhiều tiền? Đó cái gì ta? Ồ. Trăm lẻ hả? 102 ta trả hết tiền rồi mà, đó tiền cước, tiền phí ship thôi mà. 102 luôn hả? Nặng lắm hay sao vậy? Rồi thiệt thiệt còn tiền đấy không nhỉ? Sao em? Trả tiền ăn hả? Quý gì đâu, 3 tháng rồi chuẩn bị tới năm rồi chẳng thấy quý nào hết em. Sao ngoài xem live stream thấy km chạy được không? Đang xem live à? Ở đây km đấy. Đúng không? Anh khách này anh đang xem live, anh không cần phải nhìn ở đây ạ, à. Anh đang xem live. 700 m rồi ạ. À. Chuẩn bị lên được một cây số rồi này. Đang vật tốc khoảng 160 km/h đấy ạ. À. Chào chú. Cái gì? Ý kiến gì? Ý kiến gì? Lúc 70-80 anh sao, còn đây vô, ừ, sao rồi sao mới chở mà mới trả tiền nó 20 triệu rồi. Được không anh em? Rồi cho tới một cây rồi mình ngừng nhá. Giả lập vậy thôi cho nó vui thôi, chia sẻ được nhiêu đấy thôi. Còn anh em nào ok thì một đêm cứ hơn 100k, bởi vì anh em phải ủng hộ thì tự nhiên mình mới có tinh thần để đưa chúng anh em chúng ta thăng hoa đấy ạ. Rồi à, ok em, 900 m. Chuẩn bị hiện một cây số này. Rồi rồi về không không rất đơn giản thôi. Lắp đồng hồ ba em ơi. Cái máy này. Được không? Khác gì xe chạy đâu. Đúng không? Bởi vì trên này trên bộ ấy chưa có cái phao xăng à. Đúng không? Rồi thích thì giả lập cái phao xăng luôn, thì phao xăng có trên xe đây mà cần gì đâu phải giả lập. Lắp vào đây coi phao xăng như thế nào. Ok rồi, có khỏi, lắp vào đi. Và xe này cũng là một cái hộp SOK được mang ký hiệu K77 đúng không ạ? Của SH 27, 28, 29 thôi. Không có gì hết. Chúng ta sẽ mở ra và làm đây. Nổi chưa? Xe nổi chưa? Con nãy nổi chưa? Nổi rồi hả? Nổi rồi để anh làm. Đi niềng đi, niềng cân đi. Con mới gắp ga chùi sạch rồi vô. Xe này mới chạy khoảng 728 km đúng không ạ? Gần được 1000 cây. Rất mới đây. Rồi chúng ta sẽ tiến hành tháo ra lắp đặt.
Anh em nào tham gia với một đêm chỉ có hơn 100k, Tuấn hướng dẫn anh em phá tất cả những cái ban ổ khóa thông minh smart key, đúng không ạ? Cách kiểm tra như thế nào, nó dễ như thế nào, và lập trình cho nó, sao chép thêm FOB, đồng bộ FOB và SCO, đúng không ạ? Tất tật tật đều có một đêm để trình diễn cho anh em trong khóa học trong vòng hơn 10 ngày đấy ạ. Đấy, tương tác trong vòng khoảng 2 tuần thì tương tác một đêm anh em sẽ bỏ ra chỉ có hơn 100 Việt Nam đồng thôi, thì chúng ta sẽ làm được tất cả những hệ thống phun xăng điện tử nhá, không khó đâu. Những anh em nào đặc biệt tay nghề còn yếu thì các bạn hãy chia sẻ, đúng không ạ? Chia sẻ, gắn thẻ bạn bè vào. Chúng ta hãy mở tấm lòng nhân ái rộng ra. Đừng có nghĩ rằng cái tiệm bên cạnh nó học được, nó lại cướp miếng cơm của mình. Nhưng không sao, hãy cố gắng lên. Khách ngoài đường rất nhiều, chúng ta phục vụ làm sao để ok. Khách hàng mang đến những xe mới là ok nhá, đúng không ạ? Chúng ta hãy thoải mái lên. Đừng có nghĩ rằng cái ông A ông đi học của ông Tuấn về, ông lại cướp hết khách của mình. Chúng ta đừng có nghĩ nó sâu xa quá, đúng không ạ? Hãy nghĩ làm sao cho nó thoáng ra. Rồi bây giờ mình trong quá trình mình sẽ lắp đặt đây ạ. Chắc phải mượn cái cây quay lắp đặt cho anh em xem luôn. Cây chưa? Đấy một cây chưa? Nhìn rồi. Mấy giờ rồi? Bục cái bộ vào nó này, rớt FOB quên tắt khóa nó báo hết, đang chạy trên đường rớt cái đầu móc nó cũng báo. Đây bộ chống trộm em tới chống ở chống trộm, chống cướp, chống rơi FOB, chống hết mọi hình thức. Vừa nãy xe chỉ đi như không có cái bộ nào rồi mà cái bộ đâu được rồi. Mua liền rồi nhé, cần kiếm thằng Long rồi nhé.
trăm luôn phải không anh? Ờ, 100. Đèn vừa rồi nhỉ? Ủa,
kéo anh bỏ hàng nhé anh trai. Tiện không? Tiện. Để em bỏ hàng nhé. Cứ từ từ thôi anh em ơi, bắt mới này dễ mà. Đúng không? Thank you.
phục lại vụ xe ra à, đổ xăng vô, đổ xăng vô đi. Để xăng ở đổ xăng vô. Để uống xăng đổ luôn. Làm sao đỡ trống vậy, trống lộ rồi hả? Sao cơ? Lộ vít này nè, đỡ trống nè. Biết nào? Thấy gì bắt phù vào trong ấy. Yeah.
Rồi nguyên nhân chỉ có nhiêu đó thôi nha anh em, không có gì hết, cố gắng vào. Cái này chẳng qua là bộ chống cướp thôi, để lắp vào để rơi FOP thôi, ngoài ra không có gì hết. Đấy anh em hàn chì lại ok. Và bây giờ mình bỏ thằng keo lại đã. Rồi bỏ thằng keo lại là xong nhá. Rồi xin phép anh em làm việc đây ạ.